Ê, cái đàn đi dục mẹ đi cho rồi. Chạy lên đi. Ê, anh ơi, đi. Anh dục cái gì vậy anh? Dục cái đàn. Sao mà cái đàn mới mà anh dục vậy? Cái đèn này vừa rẻ vừa đẹp vừa sáng mà không ai vừa lắp hết. Thôi thôi vậy lắp cho em đi, mất chi dục vậy? Dục đi chứ. Thôi đừng anh. Để em mở ra em xem cái đèn thử. Đây. Đèn này sáng không? Đèn này cực kỳ sáng, cái đèn này lắp cho ô tô mà. Sáng vậy mà anh đi dục. Để cho em xem cái đèn đây. Với. Đây là hàng Kenzo. Khỏe à. 500 Pro. Là bị này đồ xe máy là bao ngon luôn. Vậy mà anh em đi dục ổn đó. Thế là em chạy kịp em thấy anh đường kia là anh thấy em chửi gì rồi. Bữa giờ để trong thôi, nhà. Thôi thôi đừng anh bớt lắp bớt rồi. Anh bớt lắp anh. Cái chỗ gì. Rồi anh vô anh lắp cho em đi. Lắp không tôi dục luôn. Lắp anh vô anh lắp cho em đi. Đây. Dạ dạ dạ. A few moments later. Đó mày thấy chưa? Cái đèn đẹp ray đi mà bữa giờ không ai lắp hết. Cũng hay là mày tới sớm á, thôi quăng sọt rác rồi đó. Ừ. Bao đẹp luôn. Cái đèn này này. Mày đã vaccine mấy chiếc ô tô đồ là nhức nách luôn. Đó. Đây. Cái này cũng có cái đặc biệt đó là đổi được màu ở trong bi luôn nha. Mày muốn màu gì thì đổi cho mày coi. Dạ em muốn màu đỏ anh. Màu đỏ à, anh à. Chỉnh được màu đỏ không? Màu đỏ dễ quá. Đó, màu đỏ. Có nhiều màu khác không anh? Có màu hồng cánh sen luôn. Rồi em không thích màu hồng đâu. Đây. Em thích màu đỏ thôi. Màu đỏ đây. Đây, mày muốn màu gì tao cũng chỉnh được cho mày hết. Đèn này sáng không anh? Sáng chứ. Đèn này cực kỳ sáng luôn. Tại vì bi này là bi của ô tô mà. Chiếu xe máy. Đi gặp xe máy, gặp ô tô ngoài đường chỉ có ô tô cụp pha thôi. Rồi, thế mà hồi nãy anh vứt á, hên không có em chắc anh vứt mất rồi. Hên đó. Đèn đẹp vậy mà không ai lắp. Xe đẹp như vậy, đèn đẹp như vậy đi mà anh đem anh vứt sọt rác em cũng nể anh thiệt á. Ơi có gì thôi, bữa sau từ từ bình tĩnh nghe anh. Bữa sau cái mà gì bảo em anh vứt thiệt á. Dạ dạ dạ.